Trường Giang Nhã Phương đi dép tổ ong hẹn hò dân dã ở Ninh Thuận. Trong chuyến du lịch Ninh Thuận mới đây, cặp đôi Trường Giang Nhã Phương đã khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện trong hình ảnh đơn sơ dân dã. Mới đây, Trường Giang và Nhã Phương có chuyến đi Ninh Thuận cùng danh hài Nhật Cường cùng vài người bạn. Những hình ảnh hẹn hò riêng tư được cặp đôi giấu kín và chỉ được bạn bè chia sẻ. Có mặt trong chuyến đi, mười khó mặc áo phông quần sọt đi dép tổ ong. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân mặc váy trắng, khoác thêm chiếc áo dài chống nắng, không quên phối cùng dép tổ ong cùng tông. Có thể thấy, từ khi yêu nam danh hài, Nhã Phương cũng dung hòa và có sở thích giản dị giống bạn trai. Đặc biệt, cô cũng thích đi dép tổ ong. Cả hai tình cảm không rời trên bàn nhậu, dù có đông đảo bạn bè. Trong đoạn livestream cách đây ít ngày, Trường Giang cũng không ngại gọi bạn gái là bà nội của tôi. Nhã Phương bối rối và cười tít mắt trước cách xưng hô này của bạn trai. Theo bật mí của nhà sản xuất Thanh Thí, vợ chồng cô đang chuẩn bị làm một bộ phim tiếp theo mà có nhà ý mời Trường Giang và Nhã Phương. Nhưng nữ diễn viên từ chối vì không muốn đóng cùng bạn trai. Trường Giang và Nhã Phương công khai tình cảm từ đầu năm 2016 sau khi đóng chung bộ phim. Trong gần 2 năm qua, hai người dính không ít tin đồn chia tay. Theo bật mí của Mười Khó, anh đã tính đến chuyện kết hôn với Nhã Phương, còn thời điểm cụ thể thì anh không tiết lộ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!